ông bà nói vậy hay sao? Ông bà nói mày làm gì mà đi lên trên mạng mà cắp bằng trộm gì đó, rồi bà không có chịu, bà nói danh dự không có được. Bà nói mày làm bởi mày coi sao lắm, mày nghỉ luôn đi, mày về nhà cũng được nữa. Chứ mắc gì đi xuống Cà Mau luôn, mày trả nó xuống Cà Mau đi, mày đi. Gì vậy? Là sao? Ai hỏi bạn cho tôi chơi đâu. Đâu các bạn nha. Hổng gài các bạn thấy ông Sàm cũng chơi lính mới quá các bạn. Thấy nó bị chơi hoài tội nghiệp quá. Bữa nay nó một mình nó không dám chơi ai đâu các bạn. Mình ra ngoài mình bàn kế cho nó chơi ông Sàm nha các bạn. Ổng gài để nhỏ tội nghiệp quá. Đi ra ngoài. Mày trời coi vậy ông nội. Ôi, lạ. Vậy nó ngồi vậy nó nghe nè. Ổng kìa, ông thấy ông Sàm không? Ông chơi ông về ông quất ức không? Cũng hơi quất ức chứ. Thấy giờ chơi ổng được không? Ông chơi được không? Sao ông chơi? Mới vô làm mấy bữa chơi. Tôm hỏm tôi mới vô tôi quất ổng rồi. Quất ổng té ngựa luôn. Ông đuổi luôn sao? Sao đuổi? Ai đâu đuổi. Chơi cái này làm cái này là phải chịu rồi. Cho qua cho lại mới vui chứ trời. Chờ, tôi bạn kệ kế cho chơi. Thôi. Rồi. Dở chứ hả? Lỡ có gì tôi với thằng camera bảo kê cho. Phòng trọ tôi dọn phụ, còn xe tôi để phụ cho. Không được đâu. Sao không được? Chơi đi ông nội ơi. Tôi mới vô mấy bữa à. Tại mới vô mới chơi mới được á. Ông không nghi ngờ á. Còn mà lâu rồi như tôi giờ khó chơi lắm. Ông đi. Phước ông đi. Ngày này mà. Nếu mà có gì là ông với ông Phen chịu nha. Ừ. Tôi chạy cho, xe tôi quay giờ quay đầu xe cho kìa. Cho. Chơi đi, tao không trở nghề này mà. Giờ đâu ông cho anh gì ông nói, thử tôi nghe đi, nếu được thì tôi cho anh, còn nếu không được thì thôi nha. Ờ cái này dễ ẹt à. Ông mới vô vậy phải không? Hổng gài là ông cho anh ông cái bóp đồ này nọ đó. Ông nói là gia đình ông thấy phản cảm quá, không cho ông làm nữa. Ông xin ông nghỉ luôn. Thôi không được đâu. Sao không được? Lỡ... Có gì tôi nó, ông nó bảo kê cho mà sợ gì trời. Lỡ ông đuổi luôn sao? Ông có đuổi đâu. Cho ông quay tôi lại mà. Chơi cái này phải biết rồi. Đụm đi. Vậy là có gì ông với ông Quay Phim chịu nha. Ừ, có gì tôi với ông chứ tiếng Quay Phim thẳng đầu kinh ông ra ngoài trong cái bỏ vô hầm luôn. Chuyện kiếm nổi. Cho đi không sao. Cho đi không sao đâu. Trốn mà. Tôi mới vô là tôi quất ổng rồi. Có tôi bảo kê cho. Ừ. Không, có ông Quay Phim bảo kê. Ông bảo kê nha. Ừ, bảo kê cho. Quay Phim lớn nhất đây đó. Hai ba có gì ba mình quất ổng luôn. Chị không? Cho. Cũng đi. Tôi với Quay Phim ngồi kế bên đây mà không sợ gì chứ. Chơi luôn, mặt sung lên chứ. Sung lên chứ vậy. Sợ hoài hả? Chơi luôn mấy bạn hả? Cũng hả? Tôi chứ không có gì ông với Quay Phim chịu nha. Trời ơi, chịu mà. Trời ơi, xe cổ của tôi lo cho, tôi đẩy ra cho. Có gì? Tôi chạy lẹ ông nữa đó. Yên tâm đi, trời ơi, cứ cho đi. Vô phải chơi chứ. Ngồi đó không biết là ông kìa. Chống nằm đi, đỡ không ra. Chống nằm đi. Chặt đồ cho bà Sàm nữa không anh? Chặt đồ, phải đồ nữa. Sáng chiều mới ăn. Chưa, có nào đâu ăn. Có nào đâu ăn. Đi bán muỗi mì ăn hay mua cơm hộp gì ăn? Cơm hộp sáng ăn đâu nổi. Bánh nước, bánh tầm gì đó. Bánh phở đi. Phở cũng được. Đi mua bánh nước là dễ ăn. Bánh nước, bánh tầm gì đó. Phải mua bánh mì gì, ăn chả lũa cũng được. Bánh xe ăn không? Bánh xe mày vô bảo mày ăn đây. Bánh xe mày đó, bánh xe tê đít mày chà bá đó, mày ráp cho mày ăn đi. Mình lái. Giờ mình vô ruộng làm thịt đi. Giờ mua cái gì vô ruộng làm thịt đi. Em ra chợ kiếm cái món gì ngon ngon biết biết á. Giờ chạy ra ngoài ngoái kiếm món nào bự bự cứ lụm á. Vô ruộng làm thịt. Đi. Đi. Đi cả đi. Chờ ăn sáng đi rồi tính. Sao? Gì vậy? Tôi có chuyện muốn nói với ông. Chuyện gì vậy? Tôi suy nghĩ sáng giờ tôi không biết nói làm sao. Nói gì mà không biết nói làm sao là sao ông anh? Cái gì ở bóp bỏ mà nói gì là đại ca? Giờ làm, em mới vô làm mà. Mà ông anh cho vô cái bóp á. Rồi gia đình em ngoại người ta không có chịu, người ta nói danh dự gì đó mà lum dân, giờ không cho em làm nữa. Là sao? Cái vụ cái bóp anh cho em cái bóp đó.
giờ ổng bả không cho tôi làm nữa. Bà mẹ không cho cho làm chung nữa hả? Không cho làm nữa. Sao mày không giải thích cho ông ba hiểu? Ừ, làm bên bên đây là cho anh qua cho anh lại, ừ ai hở gì cho anh đó, thì anh em cho anh xong qua cho anh lại thì cũng vẫn vui vẻ như xưa. Sao mày không giải thích cho ông ba hiểu? Có giải thích nhưng mà bà nói cái gì mà tới danh dự là bà không có cho làm nữa. Đúng rồi, cho anh nặng quá mà. Nặng quá trời luôn. Biết rằng nó hơi nặng tay chút nhưng mà mày phải giải thích cho ông ba hiểu nó. Ừ, qua bển thì ổng tuy rằng thấy lên liếu ổng cho anh nặng vậy đó, nhưng mà ở ngoài mặt thì ổng cũng thương yêu. Mà sao mày không biết giải thích cho ông ba hiểu trời? Nó ổng cũng bê đê lắm, ổng ôm dữ lắm. Thế nào? Thế ra là mày phải giải thích cho ông ba hiểu. Ừ, lại câu chuyện là ở bển là con làm với anh Sạm bển á, là ổng thì ngoài mặt thì ổng hầm hố vậy, nhưng mà con người ổng rất tốt hay sao mà phải giải thích cho ổng hiểu. Còn cái công chuyện làm liếp thì cho qua cho anh lợi, thì bữa nay tao cho anh mày mới tới tao hở lại thì mà cho tao lợi, chứ anh em không mà mới vô làm có mấy ngày, mày mới vô cũng như đang cũng mới vô thôi, thì anh em tao cũng thương yêu hai thằng hết, chứ tao cũng đâu có ghét bỏ thằng nào, thương này nhiều hay thương kia ít đâu. Mà mình xin nghỉ, mày nghỉ đi, mày vô đây mà làm chung với anh em của người ta trong đây là anh em ai cũng vậy hết, ai cũng thương yêu mày hết, chứ ai cũng ai ghét bỏ gì mày đâu, hay là mày giận hờn gì tao mà mày mới nói mày xin nghỉ? Đâu giận hờn gì đâu, tại bên ba mẹ em giờ không muốn cho em làm mày nữa. Chứ anh em không thì làm chung ai cũng vậy hết, thằng Đen cũng vậy, như tao cho nó nhiều cái nó không nói mày thấy không, nhiều cái còn nặng hơn mày nữa phải không? Có hổng tao cho nó tao nổi mà tao đủ nó ra khỏi tem đó mà thấy không, nó cũng vẫn thuyết phục gia đình nó được. Còn mày không chịu nói cho ông ba hiểu, tại vì mày mới vô làm thì mày phải giới thiệu cho ông ba hiểu là ở công việc bên đây nó làm lên đăng lên trên mạng những cái clip như vậy mày phải ngồi lại mày giải thích cho ông ba hiểu đàng hoàng. Bởi vì mày không giải thích thì ông ba buộc phải nói vậy thôi. Chứ bữa hổm tao cũng thật ra cũng cho anh hơi nặng tay chút, tao cũng biết là mày ấm ức hôm nay mà tao cũng không biết nói sao bây giờ. Là ông ba nói vậy hay sao? Ông bà nói mày làm gì mà đi lên trên mạng mà ăn cắp bằng trộm gì đó, rồi bà không có chịu, bà nói danh dự không có được. Bà nói mày làm bởi mày coi sao làm, mày nghỉ luôn đi, mày về nhà cũng được nữa. Dối mày không cho làm nữa. Dối nào quá. Tao không chơi nhỏ quá trời chơi. Mới vô làm cho nhỏ dài bà cứu nhỏ hoang mang tinh thần hết trơn thì cha mẹ không cho làm. Mấy anh em giờ đang vui đang vẻ. Tự nhiên cái giờ mà qua nói muốn nghỉ thằng hai tao cũng chả hay biết làm sao, cũng chả hiểu làm sao. Thôi bây giờ tại vì mày không giải thích thực tế cho ông bà hiểu, thôi bây giờ mày dẫn tao bên nhà mày đi, tao sẽ giải thích cho hai bác mày hiểu. Ừ, là cái cuộc làm clip nó như vậy. Ừ, ai thì hở ra thì bị cho anh, thì cho anh qua thì cho anh lại vậy thôi, chứ thật sự cái đâu phải là cái clip thực tế. Bữa đó tao có giới thiệu trên clip rõ ràng là cho anh thôi, chứ đâu phải là thiệt đâu. Nhỏ mới lớn rồi chơi. Ông bà coi clip không? Có coi, bởi vì ông bà mới không cho làm đó. Thì bữa tao có giới thiệu trên clip rõ ràng là tao nói là lính mới nó mới vô cho anh vậy thôi, chứ thật sự là có thật đâu. Thì bây giờ mày dẫn tao vào bển đi rồi tao nói chuyện với ông bả, chứ anh em vô làm chung mến tay mến chân, dù chỉ một ngày bước vô làm chung cũng vẫn là anh em. Còn giờ mới làm có mấy ngày mày nói mày nghỉ, thì bây giờ mày nghỉ đi giống như mà cắt từng đoạn thịt thì sao được. Bây giờ qua bển đi, tao sẽ năn nỉ ông bả rồi nói cho kể lại cho ông bả hiểu là tự ly tự tí là những cái chuyện làm clip mình vậy đó. Anh em thì trong tem ai cũng như ai hết, thì thằng nào hở thì bị cho anh, bữa nay thì này bị cho anh, mai thì thằng khác hở thì bị cho anh lại. Chứ thật sự là những cái clip đó là chỉ là cho anh thôi, chứ đâu phải là anh ở đây mà để thừa mày ăn cắp con trộm đâu. Cái đó giống như là cái một màn cho anh thôi, chứ đâu phải là anh đây để thừa ăn cắp con trộm đâu mà để mang tiếng mang tay. Thì quá thì tao lên qua tao giải thích cho ông ba hiểu, chứ anh em thì qua đây làm vui vẻ chứ có gì đâu mà nghĩ. Trời ơi trời, anh em qua bên cái gì? Qua anh bển là phải mua tôm mực đồ này nọ đủ thứ mới được nha. Qua anh bển quỳ lại gian sinh ta mới được. Thầy Nguyễn xa tao bển mà tao đang để ông bả, tao nói cho ông bả hiểu là được rồi. Chứ anh em không mày nghĩ mày thấy mày giờ mày nói mà tiếng mày nghĩ, mày thấy mày có vui không? Mày nghĩ cái gì mày nghĩ? Thì qua bển mày giải thích cho ông bả hiểu thì được rồi, chứ nghĩ cái gì? Anh em không mà nghĩ cái gì? Thì bữa nay tao cho anh mày, thì sau này mày có dịp thì mày sẽ cho lại tao thôi, chứ có gì đâu mà nghĩ. Tại vì đôi khi người ta cho nặng tay quá, thì bữa đó tao cũng hơi nặng tay, tại vì mày mới vô mà tao cho hơi nặng, thì cái đó là phần lỗi của tao rồi. Thì cái đó thì tao nhận lỗi đi, tao quên, tao xin lỗi ông bả. Thì thông qua ông bả tao cũng xin lỗi mày luôn, chứ nó có gì đâu mà buồn mà để bụng mà xin nghỉ như vậy. Chứ anh em vô làm chung một ngày cũng là anh em, suốt 2-3 ngày cũng là anh em thôi, chứ nghĩ cái gì. Đi dẫn tao bển đi, chở tao bển đi, tao nói chuyện với ông bả. Ba mẹ tôi đâu có nhà đâu, đưa bỏ. Thì ông bà đâu? Bà như Cà Mau.
Có số hộ không đưa tao ông bà, tao cho cháu nó nói chuyện không bà? Ông bà không xài điện thoại luôn. Mày cái gì mà á đù với trời. Là ông bà không lẽ ông nói mày là vụ cái bóp không mà ông bà giận mà kêu mày nghĩ vậy hả? Ông bà nói động tí danh dự gì đó giận không cho làm nữa. Trời ơi mày thấy không, mày thấy mày vô làm tao mấy ngày mày thấy danh dự của tao giống như bỏ rồi không? Tao còn mày thấy thằng đen tao cho nó mày thấy mấy cái màng còn nặng hơn nữa chứ không phải vậy không đâu. Thì bởi vậy anh em mình vô đây là thì có qua và có lại. Thì nó có những cái màn cho nó hơi quá. Nhưng mà bữa đó thì tao cũng nhận lỗi thiệt là anh hơi quá đáng với mày thiệt. Nhưng mà cũng mày cũng đừng có gì vì cái màn cho đó mà buồn mà giận hờn tao mà nghĩ đúng không? Thì anh em mình thì cho anh qua thì cho anh lại để vui vẻ thôi chứ đâu có gì đâu để hận để hàng để buồn. Không lẽ gì có cái màn cho vậy mà mày buồn tao sao? Không lẽ có nhiêu đó mà giận hờn tao sao? Gặp tôi là tôi bỏ đi mất tiêu rồi. Bỏ cái gì? Mày đáng ra mày phải nói vô tiếp chứ mày ngồi đó mà bông con tàu lao không? Hai mày cũng vậy nó tự nhiên đâm vô hoài. Thấy đáng nhỏ. Ra cái chuyện này mày hai mày phải nói mày phải kể từ ly từ tí mày cắt nghĩa cho thằng Thuận này nó hiểu. Sao cắt nghĩa được? Sao cắt nghĩa được cho nhỏ tội nghiệp nhỏ biết mới vô. Biết rằng là cho quá đáng đúng không? Nhưng mà hai mày phải cắt nghĩa cho nó hiểu. Ừ, cái tánh ổng như vậy nhưng mà thật sự ngoài chắc ổng là ổng không phải là như cái bạn cho như vậy. Mày phải hai mày phải cắt nghĩa cho nó hiểu. Cái hai cha... mày mà không cắt nghĩa cho nó hiểu mà hai mày còn đâm xuống bể vô nữa thì sao mày được? Đó ông phải xuống nói chứ cha mẹ phải chạy xuống Cà Mau nói chứ. Đó mày dù xa cách mấy nếu mà anh em mình vui vẻ để làm tiếp chung ta cũng vẫn đi bình thường. Nếu mà xuống tới dưới mà tao mà nói chuyện cho ông bà hiểu thì cũng vẫn bình thường. Thôi đi đi, nói nhiều quá. Mày dẫn tao bảnh đi tao nói chuyện cho ông bà. Còn anh em tao nói mày từ đây thì sao á. Còn có những cái màn cho nó hơi, nói chung là nó còn hơi phản cảm hơn nữa. Bởi vậy á, mày đừng có suy nghĩ tới những cái đó. Tại vì đó chỉ là cái màn cho. Còn thật ra cái tình nghĩa ngoài mặt của tụi mình nè, anh em mình sống với nhau làm sao mày cũng đủ hiểu. Cái đó là thực tế ngoài. Còn cái màn cho là chỉ là tao cho mày thôi. Cái đó là đâu phải là cái thực tế như vậy đâu. Còn anh em mình sống với nhau là cái tình nghĩa là cái quan trọng nhất nè. Đó mày thấy không, mày vô đây làm từ hôm nay tới giờ cũng đã mấy ngày rồi. Mày cũng hiểu ý tao mà không nhiều mà cũng ít. Chứ đâu phải là cái ý tao là muốn làm cho mày mang tiếng vậy đâu. Chứ anh em mày nghĩ đi, một khi anh em đã bước chân vô đây một cái team làm chung rồi mà một thằng nghỉ mà đâu phải là bị vui sướng gì đâu, phải không? Tuy rằng nó rất là ngắn ngủi, thời gian rất là ít, nhưng mà cái tình cảm của anh em là rất là đầy. Một khi mình bước ra đi rồi, anh em trong đây thằng nào cũng vậy hết, cũng buồn, phải không? Có thằng nào vui đâu. Bởi vậy bây giờ cái chuyện ba gia đình mình không hiểu thì bây giờ qua bển mình giải thích cho gia đình mình hiểu, phải không? Chứ đừng có để gia đình hiểu lầm mà để dẫn ra cái sự anh em mình phải chia tay lẫn nhau. Chứ anh đâu có vui sướng gì khi mày mà nói câu mày bỏ tao đi mày nghỉ đâu. Tuy rằng mày nghỉ rồi thì vẫn còn đang với quay phim, hai anh em vẫn làm được. Nhưng mà mày đã bước chân vô làm thì anh em mến tay mến chân. Một khi bước ra đi rồi anh em nhớ nhung nữa. Bây giờ không mày dẫn tay của bển đi tao, nhớ nó chị cho ông bả. Ông bả đâu có nhà đâu đi bển. Bây giờ mày cho số hỏi ông bả, tao điện nói chuyện cho ông bả. Cái chuyện nhỏ xíu vậy có gì đâu trời. Thì bây giờ tao sẽ nói chuyện ông bả là tức cách nghĩa cho ông bả hiểu là câu chuyện nó như là như vậy. Chỉ là cho anh thôi chứ thực tế không phải là như vậy. Và quá thì tao xin lỗi ông bả, để tao xin ông bả đã cho mày làm với tao. Chứ có gì đâu. Thử coi ông bả nói sao đã. Mà ông bả cũng không xài nội luôn nữa. Giờ bên nhà bên mày có ai bển không? Giờ ở nhà bển có bà nội bển nè. Không ai bển. Có bà nội thì mày dẫn tao qua mày nói chuyện với bà nội mày đi. Rồi tao nói chuyện với ông bà nội mày, mốt bà nội mày nó sẽ nói lại chuyện cho ông bả. Đi bển dẫn tao bển đi, tao nói chuyện với bà nội mày xong cho bà nội mày hiểu đặng về nói lại chuyện cho ông bả sao? Đi. Bồ hoài đi cái chuyện gấp bách lẹ lẹ đi, cái gì mà ngồi gú hoài. Cái gì vậy? Sao mắc gì không đi bả, là cái chuyện gấp bách còn không chịu đi. Rồi vậy. Không có được, đi bả không có được. Bả sao? Sao mắc gì? Đi xuống Cà Mau luôn, mày chở dẫn xuống Cà Mau đi. Rồi đi. Cái gì trời? Là sao? Ai hổng bàn cho tôi chơi đâu nữa. Không ai mà thì tao biết vậy. Ai thằng đây tối ngày cứ bàn những cái kịch bản tàu lao tập ra tên thôi. Ai nữa thì cũng tin chứ. Hồi nó kêu mày cho tao vậy hả? Vậy mày cũng nghe lời nó mà cho tao luôn. Nghĩ sao mà hai ông nói có gì hai ông chịu trách nhiệm kìa. Mày nghĩ sao mà mày đồng lõi hai nó để cho tao cái màn cho vậy hả? Mày biết cái màn cho vậy mà mày nghĩ tao hết hồn hết chí không? Tao tưởng nó thiệt, tao tưởng nó là ba mẹ mày không cho mày làm thiệt. Chứ tao nghĩ là mày thiệt mày mới nói như vậy thôi. Tao không ngờ mày cho tao luôn, tao cứ tưởng là thiệt. Tao ở tao nói chuyện cho ông bà, cho ông bà hiểu thôi. Bởi vậy mới mốt mày đừng có nghe lời hai thằng nó. Hai thằng nó xúi giục mày thôi đó, mày đừng nghe lời hai nó. Hai thằng mất ma đó. Mẹ hồng cái này. Nghĩ sao mà cho lá đù vậy? Mới mốt đừng nghe lời nữa. Cái gì đâu nó nói cái gì mày cũng nghe lời nó cho tao. Tại tao tưởng là thiệt không à. Là tao giật mình hết hồn chứ.
hồn díu lên mây vậy. Tao vô cháu tao kiếm hàng này, xử lý hàng này mới được.